Thưa quý vị, chiều hôm qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Mikhailovich đang thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá chuyến thăm Việt Nam của chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga có ý nghĩa quan trọng trong dịp hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lebedev Vyacheslav Mikhailovich và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc hội đàm thành công. Tin tưởng từ kết quả cuộc hội đàm sẽ có nhiều hợp tác quan trọng hữu ích giữa hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi tăng cường mở rộng quan hệ với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô, sau này là Liên bang Nga, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Quốc hội Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga cũng như các cơ quan tư pháp hai nước ngày càng đoàn kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy trong bối cảnh dịch COVID-19, nhưng việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai bên vẫn được duy trì và đẩy mạnh. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin sang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga cho biết, tại Liên bang Nga, Tòa án tối cao là chủ thể sáng kiến lập pháp, có thẩm quyền trình dự thảo luật ra Quốc hội như Tổng thống, các nghị sĩ và chính phủ liên bang. Trong khoảng 30 năm qua, Tòa án tối cao Liên bang Nga đã có 187 lần trình dự thảo luật ra Quốc hội, trong đó đã có 108 dự thảo đã trở thành luật, đạt khoảng 58%. Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam. Việc trao đổi đoàn các cấp sẽ tiếp tục được hai nước thúc đẩy trong thời gian tới, đồng thời hoạt động giao lưu nhân dân cũng tiếp tục phát triển.